Nếu mà mình muốn có nhiều tiền để mua sắm thì mình phải làm việc rất là nhiều, bận rộn không có thời gian để chăm sóc và thương yêu chính mình và chăm sóc và thương yêu những người khác. Và vì vậy cho nên không có hạnh phúc. Nếu mà ai cũng sống giản dị như mình thì hạnh phúc lắm, tại mình có nhiều thời gian, nhiều thời gian để thương. Cuộc đời của Bụt là một cuộc đời của sự thương yêu, cho nên mình gọi Bụt là Đức Từ Bi. Đức Từ Bi nói nôm na là người thương, người biết thương và người có khả năng thương, và người có thể thương được rất là nhiều người. Mà sở dĩ thương được nhiều người là tại mình có tu tập. Nếu không có tu tập thì mình thương một người cũng khó, cho đừng nói nhiều người, cứ lên xuống hệ lụy rất là nhiều. Cho nên phải học thương, rằng là phải nói cho con trai biết, và con trai sẽ có kinh nghiệm sau này là hạnh phúc không nằm ở chỗ tiêu thụ, hạnh phúc là có thời gian để chăm sóc cho mình thân và tâm, và chăm sóc và thương yêu những người khác.